Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Thế thì trong phiên chiều ngày hôm nay thì mình có việc phải ra ngoài, thế nên là mình làm video sớm một chút. Hiện tại đang là 14:15 và thị trường đang có yếu tố rút chân sau khi về biên dưới quanh vùng 1.204x. Thì sáng hôm nay vô hình chung là có thông tin của Novaland bị cắt margin do là chậm công bố báo cáo tài chính bán niên. Thế nên vô hình chung trong sáng nay cái khung giờ khoảng tầm là 10 giờ chúng ta xuất hiện cái yếu tố là bị bán hoảng loạn toàn thị trường chung. Thì mình đánh giá là cái vấn đề mà Novaland bị cắt margin ở thời điểm hiện tại thì nó rất là khác so với những cái lần trước đây Novaland bị cắt, bởi vì không phải đây là lần đầu tiên mà Novaland bị cắt margin. Trước đó chúng ta đã có những cái lần mà các công ty chứng khoán cắt margin đối với Novaland rồi, nhưng những lần trước đó là vấn đề giữa Novaland và các công ty chứng khoán. Khi các công ty chứng khoán nhận thấy cái tình hình nợ cũng như là cái vấn đề trái phiếu của margin, cái vấn đề trái phiếu của Novaland khá là căng, thế nên mới cắt margin. Nhưng đến cái giai đoạn hiện tại là cái giai đoạn mà vấn đề giữa Ủy ban chứng khoán nhà nước với là Novaland, do là Novaland chậm công bố báo cáo tài chính bán niên, thế nên là mới diễn ra cái tình trạng này. Và khi mà Novaland có ra cái thông tin này ấy thì nhiều cổ phiếu bất động sản bị điều chỉnh, nhưng đến hiện tại thì anh chị và các bạn thấy là có rất nhiều mã cổ phiếu bất động sản đã có cái yếu tố kéo lên, thậm chí là Phát Đạt đã kéo lên 2,63% rồi. Các cổ phiếu bất động sản thì hôm nay mình đánh giá là chỉ có yếu tố là giảm nhẹ tầm 2% thôi, sau đó phiên chiều là đã có lực cầu vào và kéo mạnh rồi. Bởi vì thứ nhất đây là những cái nhóm cổ phiếu mà đã mạnh trong thời gian vừa qua rồi, thế nên cái vùng này là cái vùng mà có chiết khấu thì cũng là cái dòng tiền đầu cơ họ sẽ vào tham gia để họ đánh nốt cái sóng hồi về trên này. Chẳng hạn như anh chị và các bạn thấy là cổ phiếu Phát Đạt đấy là cổ phiếu vẫn đang có cái mốc kháng cự biên trên là quanh 1.278, và cái xu hướng của những cái cổ phiếu chẳng hạn như là Phát Đạt hay là một số cổ phiếu bất động sản và đầu tư công đã có yếu tố hồi mạnh từ vùng đáy rồi, thì trong thời gian tới cổ phiếu sẽ đi trong cái biên này anh chị, tức là cứ về biên dưới thì lại bật lại, còn về biên trên thì lại có yếu tố là bị bán ra. Nên anh chị và các bạn là mọi người đánh ngắn thì mọi người sẽ chú ý thế này, là lên biên trên thì mọi người chốt, còn về biên dưới thì mọi người mua. Cái vấn đề này thì không phải là mình mới chia sẻ cho mọi người, mà mình đã chia sẻ ở cái giai đoạn, ở cái vùng mà sóng của các cổ phiếu bất động sản hồi lên là cái sóng chạy đà ấy, là mình đã chia sẻ là những cái nhịp này, cái nhịp tiếp theo này sẽ là cái nhịp đi ngang này, và cái sóng sau đó nếu như mà thị trường ổn định thì mới là cái sóng đẹp nhất của các cổ phiếu bất động sản, tức là cái vùng này sẽ là vùng đi ngang thôi, chưa phải cái vùng ngon nhất đâu anh chị. Cái vùng ngon nhất thì chúng ta sẽ cần thêm cái yếu tố là thời gian. Và trong hôm nay thì không biết có anh chị và các bạn nào bán cổ phiếu không, bởi vì ấy là mình thấy là có cái yếu tố hoảng loạn trong hôm nay, tức là khi ra cái thông tin đó thì nhiều anh chị sợ các cổ phiếu bất động sản bị điều chỉnh theo. Anh chị nào mà bán các cổ phiếu bất động sản sáng nay thì chiều nay kéo ấy thì chắc chắn là rất tiếc. Và hôm nay ấy thì mình cũng có nhận định và mình cũng có chia sẻ với anh chị và các bạn trong nhóm khuyến nghị của mình ấy, đó là cái vùng này không phải là cái vùng để bán nữa, tức là giờ RSI đã về cái vùng quá bán rồi. Mọi người thuần về phân tích kỹ thuật thì mọi người sẽ biết là khi nào mà RSI về cái vùng quá bán thì khi đó là thị trường sẽ xuất hiện những cái nhịp hồi phục. Và mình cũng đánh giá luôn là cái nhịp hồi phục này thì diễn ra vào 25 cho đến 30 điểm, tức là vùng 124X sẽ là vùng đáy ngắn hạn của thị trường. Thì đến hiện tại thị trường đang chứng minh cái điều mình nói là thật. Và trước đó thì mình cũng có chia sẻ là thị trường sẽ điều chỉnh đến giữa tuần này thôi, sau đó là sẽ có yếu tố bật tăng. Thì hôm nay là thứ tư thì thị trường điều chỉnh, sau đó thì có cái yếu tố rút chân vào cuối phiên luôn. Thế nên sáng nay thì anh chị và các bạn nào mọi người bán, mọi người muốn bán thì mình cũng nói là chưa có tín hiệu phân kỳ dương nên rung lắc, nhưng mà chỉnh thêm thì anh chị hạn chế bán hoảng loạn. Nếu bán thì tập trung bán ở nhịp hồi lên vùng 1.206x là đẹp nhất. Tại sao mình lại nói là nên bán quanh vùng 1.126x? Thứ nhất là thị trường đang đi trong một cái biên sideways down, thì cái mốc tiếp theo của cái target của cái nhịp hồi này hướng đến là quanh vùng 1.267 này. Nếu như thật sự khỏe là sẽ vượt được cái vùng này. Đó, thật sự khỏe kịch bản tích cực nhất thì vượt lại cái vùng này, thì sau đó thì cũng có cái yếu tố là sẽ là test lại. Thế nên an toàn thì mọi người mà tỷ trọng cao, mà danh mục chưa an toàn và trước đó chưa bán cổ phiếu thì cái nhịp sau này hồi phục lên là cái nhịp hồi chúng ta bán, chứ không ai bán về biên dưới cả. Trong một cái kênh sideways down thì không ai bán về biên dưới cả. Hơn nữa thị trường đã chỉnh liên tiếp là hơn một tuần rồi và không có cái điểm bán ở cái thời điểm này, đồng thời là nhiều cái chỉ báo là ủng hộ cho cái xu hướng là có một cái nhịp hồi phục. Và đến ở giai đoạn hiện tại thì chắc mình biết là có rất nhiều anh chị và các bạn vẫn đang kẹt hàng, và mọi người cũng băn khoăn là cái nhịp hồi này thì nên bán ở cái vùng nào. Thì theo quan điểm của mình ấy, an toàn nhất là cứ lên vùng 1.268-1.270 là mọi người bán bớt một phần cổ phiếu. Thứ nhất là mọi người hạn bớt margin, hay là mọi người căng tài khoản thì mọi người bán bớt. Và có hai dạng cổ phiếu mà anh chị và các bạn nên canh chốt lời ở những cái nhịp hồi phục. Dạng thứ nhất là những cái dạng chẳng hạn như bất động sản là đã hồi phục rồi,
những cái dạng cổ phiếu này mình không nói là sẽ xấu nhá, nhưng những cái cổ phiếu này lên biên trên thì mọi người nên chốt, bởi vì nếu như không chốt thì anh chị sẽ bị kẹt hàng. Có thể là cổ phiếu sẽ hồi phục lên đến vùng 23 đó, cùng lắm là lên vùng quanh 23 đối với Phát Đạt thôi, thì mọi người sẽ canh cái vùng giá này mọi người chốt, vì là nếu như không chốt thì cổ phiếu đi ngang, mọi người mà mua không được giá tốt thì rất dễ là bị mất lãi đối với những cổ phiếu này. Thế nên cứ theo cái chiến lược ấy, mọi người nhất là đánh ngắn và muốn bảo vệ lãi thì nên chốt ở những cái vùng biên trên này, không riêng Phát Đạt mà những cái cổ phiếu khác thuộc bất động sản như là DXG này đó, hay là DG này, thì anh chị và các bạn cũng sẽ chú ý chốt. DXG thì đang có cái kháng cự đó, kháng cự anh chị nhìn này, kháng cự quanh 15.5 đó, thì được cái điểm bán chốt lãi trong ngắn hạn đối với những cổ phiếu bất động sản của DXG là 15.5 cho đến vùng giá là 16 thì nên chốt lãi dần. Tiếp theo chúng ta sẽ xem qua đối với Novaland. Thì Novaland cổ phiếu này thì mình sẽ không bàn luận quá nhiều, nhưng theo quan điểm của mình là cổ phiếu hôm nay là đã có cái yếu tố là dính thông tin, cộng thêm là cái áp lực bán rất là mạnh, anh chị thấy không, cái von này rất là lớn này, thì những cái phiên hồi phục sau đó sẽ là những cái thời điểm cho anh chị và các bạn bán, vì thị trường có nhiều cổ phiếu tốt hơn Novaland để mọi người đầu tư. Mình biết là những anh chị cầm Novaland ở thời điểm hiện tại là mọi người đã bị âm sâu rồi, cũng có nhiều anh chị gửi cho mình cái danh mục Novaland âm rất là sâu, rất là khó xử lý. Nhưng thứ nhất mọi người sẽ cần phải đảm bảo cho mình một cái yếu tố là càng cầm thì càng âm vốn, thế nên ấy là mọi người phải dứt khoát. Thế nếu như có những cái nhịp hồi phục đó, chẳng hạn như Novaland những có những nhịp hồi phục, thì anh chị và các bạn cơ cấu, bởi vì chúng ta cũng sẽ chưa biết là cái tình hình của cổ phiếu sẽ như thế nào, vì chắc chắn là cổ phiếu không thể giảm mãi. Cổ phiếu có cho mọi người điểm bán, đây có cho mọi người điểm bán, nhưng mọi người có bán không thì đó là cái quyết định của mọi người. Tiếp theo đối với DG này, DG thì mình thấy là cái vùng này là cái vùng cầu, đã có yếu tố rút chân của DG rất là nhiều lần rồi, anh chị thấy không, 3 phiên 4 phiên rút chân rồi, thì sắp tới rất có thể khả năng DG sẽ lên được vùng giá 23 23.5, đó sẽ là cái thời điểm cho anh chị nào đánh ngắn mọi người chốt lãi. Còn anh chị cầm xa hơn thì mọi người lại phải có yếu tố là chờ thêm, vì trong quá trình đi lên mà sau khi dính thông tin thì cổ phiếu sẽ không đi lên hình chữ V đâu anh chị, mà sẽ vừa đi lên vừa điều chỉnh. Anh chị bán sẽ dành cho mọi người bán và cơ cấu sang những cổ khỏe hơn, còn anh chị nào nắm giữ thì những cái vùng nhịp hồi ngắn hạn này thì mọi người chưa nên bán đó. Cái điểm bán thì mình tư vấn cho anh chị nào lướt sóng ngắn hạn thôi, còn anh chị và các bạn nào mọi người không lướt sóng ngắn hạn thì cái vùng này không phải là cái vùng bán. Tiếp theo là đối với các cổ phiếu chẳng hạn như là chứng khoán, thì theo quan điểm của mình những cổ phiếu chứng khoán mà đã hồi gần lên đỉnh cũ cũng sẽ là cái thời điểm cho anh chị chốt lãi. Chẳng hạn như MBS, anh chị thấy không, MBS là đã có một cái vùng đỉnh này, vùng đỉnh là quanh 29 là đã 3 lần không vượt được rồi, thì những cái phiên sắp tới MBS có kéo lên cũng sẽ là cái thời điểm cho anh chị và các bạn chốt, vì đang có yếu tố là phân kỳ âm RSI này anh chị, đang có yếu tố là phân kỳ âm RSI thì nên bán ở những cái vùng mà cổ phiếu kéo lên vùng đỉnh cũ. Cái dạng thứ nhất là hồi phục từ đáy, dạng thứ hai là kéo lên gần đỉnh cũ, chẳng hạn giờ tương tự như DVC này, những cái cổ phiếu này là những cổ phiếu mà được hưởng lợi từ thông tin cho cái phiên ngày hôm qua, như anh chị thấy không, hôm qua lên ngay cái vùng giá khoảng tầm là vùng giá 30 là bị chốt lãi luôn. Hôm qua mình cũng cho một số anh chị và các bạn trong nhóm khuyến nghị của mình chốt quanh vùng giá là 30x ấy, đó cứ lên vùng kháng cự thì là bị chốt đó, nên anh chị đánh ngắn lại thì những cái phiên hưng phấn lên kháng cự thì mọi người chốt, không nên nắm giữ quá là lâu đối với những cổ phiếu này, vì cái kháng cự biên trên ấy nó rất là mạnh. Tiếp theo đối với những cổ phiếu là ngân hàng, ngân hàng thì chắc sắp tới sẽ không hồi mạnh đâu, nhưng mà nếu như mà hồi lên đỉnh cũ chẳng hạn như đối với những cổ phiếu như ACB thì cũng cân nhắc là chốt bớt đó đối với những cổ phiếu này. Tiếp theo những cái cổ phiếu kênh dưới như là nhóm đầu tư công, nhóm đầu tư công thì mình thấy là đã có cổ phiếu HHV cái xung lực rất là mạnh, thì HHV vận động sẽ giống như là cổ phiếu để Phát Đạt đấy anh chị, tức là sao, tức là sẽ có yếu tố là hồi lên cái biên trên này này, sẽ có yếu tố là hồi lên biên trên, và hồi lên biên trên thì sẽ là cái thời điểm cho mọi người bán đó. Có hai cái điểm bán đối với HV, thứ nhất là vùng giá 12.4, thứ hai là cái vùng giá là 13 là cái thời điểm bán cho cổ phiếu HV. Thì đây là cái dạng cổ phiếu nên bán, tức là những cái cổ phiếu nào có cái dạng form tương tự hồi phục từ vùng đáy thì sẽ là cái thời điểm cho mọi người bán. Mọi người nhớ là canh những cái vùng biên trên, vì khi thị trường hồi lên 1260x hay là 1270x thì nó sẽ trùng với cái biên trên của các cổ phiếu này, các cổ phiếu cũng có thể hồi được. Trước hết là chúng ta cứ chốt lời ở những cái vùng đó, sau đó thì nếu như xuất hiện những cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt thì chúng ta có thể là mua lại sau. Bởi vì anh chị và các bạn biết là trong một cái vùng mà thị trường sideways cộng thêm là hồi mạnh từ cái vùng đáy ấy, thì sẽ có cái yếu tố là có sự thay đổi về dòng dẫn dắt. Tại sao mình lại nói cái yếu tố thay đổi về dòng dẫn dắt? Anh chị và các bạn nhìn ở cái thời điểm này là mọi người biết này, sóng hồi tổng thể, tức là chúng ta vừa trải qua bất động sản hồi, chứng khoán hồi, đầu tư công hồi, nhưng mà khi mà lên cái vùng dao động lớn này rồi thì chỉ có một vài mã chứng khoán lên hoặc là một vài mã thủy sản lên thôi, tức là sẽ có yếu tố là phân hóa. Thế nên quan điểm của mình ở đánh trong thị trường sideways là giữ tỷ trọng ở kiến mức vừa phải. Nhóm khuyến nghị của mình hôm mình đã báo chốt quanh vùng giá là
báo chốt hôm mùng 5 tháng 9 rồi. Thì hôm nay thì mình có báo tham gia là mua mới, thì hiện tại là mua mới thì chỉ mua đối với cổ phiếu Phát Đạt thôi, vùng giá là 25-28 đối với cổ phiếu Phát Đạt. Hôm nay thì nhóm khuyến nghị của mình có mua mới cầm cho anh chị và các bạn nào cầm tiền thì mua với Phát Đạt thôi. Còn trước đó là Zoom khuyến nghị của mình là đã mua Phát Đạt ở quanh cái vùng giá là 19x rồi, hôm nay dành cho anh chị và các bạn nào cầm tiền thì mọi người mua thôi. Và mình cũng không khuyến nghị là mua nhiều ở cái vùng này, chủ yếu là mua cho anh chị cảm nhận thị trường là cái mức lợi nhuận nó hơi mỏng, 3-5% mình cũng xác định ở cái vùng này là như vậy. Đó thì anh chị và các bạn chú ý những cái dạng cổ phiếu nên chốt lời là những cái cổ phiếu là hồi phục lên biên trên, đã có cái mức hồi trung hạn 30-40%. Dạng thứ hai là những cổ phiếu lên đỉnh cũ thì mọi người cũng nên chốt. Đó, thứ nhất chốt cầm tiền để có thể theo dõi thêm có dòng dẫn dắt nào xuất hiện trong thời gian sắp tới không, có thì chúng ta sẽ tham gia. Đó là cái quan điểm của mình và cái nhận định nhanh về thị trường cũng như các cổ phiếu cho anh chị có cái chiến lược đầu tư trong thời gian tới. Nếu như anh chị và các bạn cảm thấy video hay và hữu ích, hãy ủng hộ mình một like video, một subscribe kênh để mình có động lực chia sẻ video đến mọi người nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video đến thời điểm hiện tại. Anh chị nào muốn đồng hành với mình trong nhóm khuyến nghị để nhận thêm những cái khuyến nghị cũng như các cái mã cổ phiếu chất lượng thì có thể liên hệ với mình qua Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Cuối cùng chúc anh chị và các bạn đầu tư thành công.